ok em, không sao em ạ. Đây cả nhà nhìn này, đấy, bông sư nữ là bác cái bộ cánh rất là đẹp luôn ạ, đó, thân thủ rất là khỏe luôn ạ. Chào Đạt Giang nhá, Phú Thọ 200-300 nghìn một sen, giá rất là hợp lệ luôn phải không bà con? Đấy, em vườn em toàn hàng quốc dân thôi các bạn ạ. Đấy, nằm cái trắng tây đô các bạn này, cái rất là to luôn. Đây là xòe đang nụ được các anh chị ạ, đó xòe đang nụ rồi. Chào Tịnh Thắng nhá, hoa vào khoảng 2 triệu em ạ. Hoa thì năm nay nở nhiều lắm ạ. Đây ạ, cái gần như còn không được cái kỳ nào luôn, toàn hoa đây ạ. Đó. Chào Trần Phương Nam. Ok đông nhá. Anh cũng mệt lắm nhưng mà nay không biết sao để tâm trạng vậy, không ngủ được, thế là lại phải lên nói chuyện với mọi người. Em chưa phải là idol đâu anh Lê Đình Đội nhá, anh lại quá khen em rồi ạ. Em chỉ là nông dân bình thường thôi anh nhá. Chào em giàu, úi dồi đã giàu đâu anh. Em chỉ có lan thôi chứ tiền em có đâu mà giàu anh. Đây là Hồng Yến Thủy đây ạ. Có bác nào muốn ngắm Hồng Yến Thủy được không ạ? Có một kỳ này. Và một thân chưa lên mầm gốc nhưng mà đã có hai nụ. Giá 100 triệu là bán đây ạ. Khi người đẹp không tên tổng 3 tỷ. 26 thì em không có anh ạ. Có Hồng Yến Thủy thì có gì nếu anh Quang muốn giao lưu thì phải đến nhà nhé. Anh em mà gần nhau thì có thể đến để trao đổi. Chào Lê Phan Thiết. 276 người coi hãy like và chia sẻ cho mày ạ. Chào Phạm Bắc nhá. Chào anh Nhít San. À vâng, em không ngủ được anh Đức ạ. À mình không bán trên live ạ. Hồng Mỹ Nhân nó vào khoảng 10 triệu một sen. Anh không khiêm tốn thôi. Ờ được máy Hiên Phú Thành nhá. Khả năng là em lại điều quân lên kéo thành một cái bạt ở cái vách này này. Nghĩa là cái bạt như bằng lưới thôi. Nắng quá thì mình có thể kéo xuống ở bên hông ấy. Còn nếu mà nắng bình thường thì mình lại kéo lên cho thoáng. Em hiểu ý anh không? Hôm nay kiểu là thợ xong việc mình ngại thế là không làm. Phú Thọ bây giờ giá sao ạ? Dàn bên này hơi tối, để mình sang bên này mình bật điện lên nhé. Phạm Cường Hồng Minh Châu khoảng, tùy theo kia mà khoảng 225 kỳ. Nó ổn định giá thì sẽ người chơi sẽ sưu tầm được em ạ. Có lẽ tùy theo khuôn bông nữa nhá. Anh chỉ có mỗi mình thôi có ai đâu. Chào em Phạm Tiến Dũng nhá. Bình thường mà chị Tư ơi, thì tất cả sẽ hướng tới anh chị em yêu lan thì cả nước đều có thể sưu tầm được giống thì càng ok mà em. Năm mấy nay bận đang đi trực.
coi nữa các bạn này. Đó. Cứ đợi hết dịch đi, anh sẽ chia sẻ kỹ cho tất cả mọi người. Đây, cả nhà thấy chưa? Ờ vậy tốt quá em ạ. Đây là long mái trắng hiển oanh đây. Bây giờ mới bắt đầu lên đây. Ok đông nhá. Đấy. Nên đây là hồng nguyên thủy bên này. Hồng nguyên thủy bây giờ đang lên đây. Đó. Đang lên đây. Cái này thì gần như là kỳ gì giá thải lúc nào cũng hơi ẩm cả nhà. SH tầm tỷ một kỳ em ạ. Chào Trương Cường. Chào Nhơn Phạm. Bạch Tuyết à. Bạch Tuyết nó vào khoảng 60. Em chào anh Huy Cực Trần nhá. Anh Huy Cực Trần cũng là một người anh rất là tuyệt vời. Anh rất là yêu quý mạnh khỏe các bạn ạ. Mạnh rất là trân trọng anh trai của mình. Vườn có người đang ngủ rồi mà anh. Có người ngủ nhưng mình vẫn lên dàn. Vườn cổng tất cả mọi cái mình đã khóa hết rồi mà. Đó, đây bắt đầu là đây những cây hoa mình đã ra kỳ rồi đấy các bạn ạ. Vào khoảng 10 triệu một ký thôi. Hồng Nguyên Thủy xuất châu lô nó rơi khoảng tầm 30 triệu. Còn bán lẻ thì mình không bán rồi. Hiện tại bắt đầu các ký đang nhú hết rồi các bạn ạ. À. Đây. Bắt đầu đang nhú rồi. To lắm. Này thôi. Đó, mới như này thôi. Yên thủy hiện nay thì cũng có khoảng tầm 400 kg thôi. Tùy theo có người nuôi khỏe khoảng 30-40 cm, 50 cm. Có người nuôi trung bình thì khoảng 15-20 cm. Đúng hoa em không có. Mình không ước đâu Nguyễn Nghị ạ. Mình sống và làm việc theo đam mê của mình, chứ không bao giờ ước hay là tính toán gì cả. Ở hôm nay không ngủ được em. Chào anh Đinh Thanh Nhuận nhá. Chào Tuấn Anh Nguyễn. Chào Lê Thủy, chào Nguyễn Sơn. Đợt tới này Mạnh Gọi đã tham gia vào Hiệp hội Hoa Lan Việt Nam. Thì đợt tới này sẽ được chính phủ công nhận ngành lan của chúng ta. Thì thị trường hoa lan nó sẽ ổn định trở lại các bạn ạ. Chào. Vâng, cảm ơn Sinh Bóm ạ. Bồng lai dao động vào khoảng 500 triệu một kia em ạ. 200 triệu thì không mua được em nhé. Đấy, giá thẻ lúc nào ẩm này kỳ lớn lắm các bạn. Quạt thì cứ bật đều đều luôn ạ. Đấy, lúc nào cũng mát. Ẩm mà không ướt này. Toàn bộ đây là những khi nằm ở trong Phú Thọ. Đấy. Rất là quy mô luôn các bạn ạ. Năm nay thì vườn hơi chặt nên là mình trồng trồng 2 kỳ thế này. Mình trồng một trồng 2 kỳ.
tạm tạm thôi anh ạ. Chào Thảo Nguyễn, chào Nguyễn Vũ Hà Vĩnh nhé, chào Đặng.